Chào anh em đã trở lại kênh của mình. Nay mình lại tiếp tục ra video để chia sẻ cho anh em đây. Nội dung trong video lần này mình muốn chia sẻ cho anh em là cái cách hack được cái quãng đường đi trên cái AppTalk để biết được mình làm như thế nào. Mời anh em theo dõi tiếp cái video này của mình. Bây giờ mình xin được bắt đầu. Bây giờ anh em vào cửa hàng CH Lay, tìm và tải cho mình cái ứng dụng này, Lockito. Mình đang chia sẻ cho anh em trên cái điện thoại hệ điều hành Android nghe anh em. Bây giờ anh em bật cái định vị vị trí của mình lên. Xong rồi anh em vào cái phần cài đặt. Chọn cài đặt bổ sung. Chọn tùy chọn nhà phát triển. Rồi bật nó lên. Nhấn vào chọn ứng dụng giả lập vị trí. Nhấn vào Lockito. Bây giờ vào cái AppTalk để kiểm tra. Quãng đường đi không trên 50 km nghe anh em. Bây giờ anh em mở cái ứng dụng Lockito lên. Anh em nhấn vào cái chỗ mũi tên nè. Anh em nhấn chọn ở đây để tiếp tục. Anh em nhấn mũi tên. Anh em nhấn vào cái chỗ là Display Content Form. Anh em chọn OK. Tiếp tục nhấn vào cái mũi tên. Anh em chọn là Run Permission. Anh em chọn cho phép. Chọn vào cái dấu tick ở đây. Anh em chọn dấu cộng ở đây. Anh em đặt tên tùy ý, cái này không quan trọng nghe anh em. Xong rồi anh em chọn là validate. Anh em nhấn vào ở đây để ứng dụng định vị vị trí của anh em. Bây giờ anh em nhấn vào cái ô đầu. Chọn là Right Win ở cái dòng thứ hai. Ô thứ hai anh em chọn max luôn. 240 km/h. Ô thứ ba anh em kéo ra hết luôn. Anh em nhấn vào cái vị trí của anh em là A.
anh em nhấn vào cái vị trí thứ hai là B. Anh em nhấn vào cái vị trí thứ ba là C. Phải chọn đúng ba cái vị trí nha anh em. Cái đó là mình đang cái thiết lập cái quãng đường để xe nó chạy nha anh em. Xong rồi anh em chọn cái biểu tượng lay ở đây nè. Để vậy nó tự chạy nha anh em. Anh em muốn nhanh thì anh em nhấn vào đây nè để tăng tốc của nó lên. Còn không để bình thường nó vẫn chạy nha anh em. Mình chia sẻ cho anh em nên thiết lập cái quãng đường ngắn thôi. Còn anh em muốn thiết lập bao nhiêu km cũng được. Bây giờ nó chạy xong rồi nè. Mình trở lại cái laptop để kiểm tra. Quãng đường đi đã được thay đổi rồi nghe anh em. Tức là đã thành công rồi. Nội dung video ngày hôm nay mình cũng xin được dừng lại ở đây. Chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.